Xin chào các bạn, video hôm nay là tôi sẽ bắt đầu khoe một cái mới, đó là kênh Quy Trần Gamer có Discord. Sớm giờ là quằn mò Discord, hiện tại thì kênh chỉ có một người thôi, chưa có ai hết tên. Link Discord thì tôi để ở phần mô tả nha, hiện tại tôi vẫn chưa có rõ. Nói chung là hơi bị mù công nghệ cho nên là chưa có rõ lắm, chỉ tạo được cái nội quy Quy Trần Gamer đi vòng 8 này, video hướng dẫn cơ bản người xấu việc xấu với hát karaoke đó, vậy thôi. Hiện tại chỉ có như đây à. Rồi voi một số group như là shop blog tấn tài gamin với blog food hết rồi. Rồi anh em nào có nhã ý thì tham gia thì vào link mời ở bên dưới, để ở dưới phần mô tả nha. Vào đây rồi anh em góp ý coi là làm như thế nào, hiện tại thì tôi cũng đang học hỏi coi cái là tấn tài gamin làm như thế nào. Welcome thông báo nội quy nhiều quá ghi không nổi, chắc phải kiếm người vô phụ thôi, hoặc là shop blog cũng vậy, còn nhiều hơn nữa, quá chực mục luôn. Úp đây 10 đi nè, chợ đen nữa nè. Cái thấy thì cái này cũng hay đó, nhất là nó có cái chức năng mà mình chơi người chơi nó hiện lên là người đó đang chơi game gì luôn. Thấy là nó cũng hợp lý hơn Facebook. Một số bạn cũng không có Facebook cho nên là thôi tạm biệt code đi. Nãy giờ vô cũng xào bam được mấy phát. Kênh tôi thì hiện tại chưa có gì hết, anh em cứ vô đây làm đi. Nội quy thì nó cũng giống như trong Facebook thôi, chửi thì bắn hết, xào bam thì bắn. Bắn nhiều lắm, nội quy chỉ có bắn thôi à. Rồi mãi vô anh em vô group nha, hit code nha.